bán từ lúc 13 tuổi á. Lúc gì 13 tuổi á hả? À, 13 tuổi. Wow. Vậy là chắc bây giờ cũng 3 40 năm rồi quá. Gì? 55 tuổi rồi. 55 tuổi rồi, nghĩa là 40 năm rồi. Bán không có chồng luôn. Quý vị thân mến, hiện tại tối nay Phu Tha đang có mặt tại trước cổng chợ Tân Thuận nè quý vị. Khi mà đi ngang qua đây Phu Tha thấy không biết là ở đây bán cái gì, nhưng mà Phu Tha thấy khách rất là đông quý vị. Lương tiện đi ngang qua đây, Phu Tha muốn ghé lại dừng chân lại hỏi thăm cũng như là xem thử quán bán cái gì mà đông khách như vậy quý vị. Như quý vị đang nhìn thấy ở bên kia đường khách dừng chờ mua cũng như là khách đang ngồi ăn quý vị. Và phía trong đó thì Phu Tha thấy có một gánh. Có một cô đang bán gánh nhưng mà không biết là bán cái gì. Rồi xin mời quý vị cùng với Phu Tha qua hỏi thăm thử xem quán bán như thế nào nha quý vị. Đây quý vị ơi, mình nhìn rất là nhộn nhịp quý vị ạ. Đó, có chị rất là vui tính kìa. Bên đây thì khách đang ăn, ở phía ngoài thì chúng ta thấy có khoảng 3-4 cái bàn thôi quý vị. Đây. Nhưng mà rất là đông. Trước đây thì chúng ta thấy có một cái gánh, hình như là bún quý vị. Bún xào. Đây 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 quý vị ơi. Đây đây là cái gánh mà mình thấy là cũng chắc là lâu rồi quý vị, cái gánh mình thấy cũng chắc cũng lâu rồi nè. 13 tuổi. Bán từ lúc 13 tuổi á. Lúc gì 13 tuổi á hả? 13 tuổi. Wow. Vậy là chắc bây giờ cũng 3 40 năm rồi quá. Gì? 55 tuổi rồi. 55 tuổi rồi, nghĩa là 40 năm rồi. Bán không có chồng luôn. Chưa có chồng luôn hả? Cái này không có trái giò, không có quần áo gì hết. Chị rất là vui nè quý vị. Nhưng mà để mình hỏi kỳ kỳ một chút xíu nha quý vị, hình như là bán đồ chay. Vậy mình bán đồ chay hả gì? Dạ. Dạ toàn là chay hết luôn hả? Ồ. Dạ. Mà hình như là mình bán buổi tối thôi hả gì? Một tháng là bán 10 ngày thôi. Dạ. Yeah. Wow, lạ quá quý vị. Dạ, bên đây là mì vịt tình chay. Dạ. Dạ. Ở đây mình thấy khách cũng như là chị chủ gì cũng vui hết quý vị. Đây là mì vịt tiềm chay. Dạ. Ồ, mình thấy rất là nhiều món nha. Đây thì có bánh cuốn nè. Gỏi cuốn, gỏi cuốn. Gỏi cuốn này quý vị. Đây. Đây vừa làm vừa bán luôn quý vị. Một cái như vậy thì mình bán bao nhiêu vậy chị? 5.000 một cái. Dạ. Đây là chị 3PD cũng phải cuốn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Bì cua. À bì cua. Wow. Ở trong đây thì hình như mình thấy có đậu hũ đúng không anh? Củ sắn qua đây đúng không? Dạ. Hũ cây, đậu hũ. Dạ. Hạt cầm. Chị có hay ăn ở đây không chị? Ăn muối luôn hả? Hình như là khách quen không hả? Dạ với con hỏi thật chút xíu là quán mình mở được lâu chưa hả chị? Bán từ nhỏ lớn không biết. Từ nhỏ tới lớn đó chưa luôn. Dạ. Nãy giờ chị bán cũng nhiều sao đổ mồ hôi quá rồi quý vị. Bây giờ xin lỗi. Dạ. Có 20 nè. Ớt là có 20. Để xăm á, tô tan xăm á. Đó. Hết 20 đi 10. Có nắng cho cái lần. Hết ra rồi. Vậy là mình bắt đầu là từ mấy giờ là chị sẽ bán hả chị? Thì 6 giờ chị mới ra tới đây rồi. À 6 giờ chiều tối đúng không chị? Đúng rồi. Dạ. Chắc kìa sớm bán cũng được. Bình thường là những ngày mà mặn thì chị bán món gì? Chị bán cái gì? Ngày mặn thôi. Bán cháo lòng, cũng diêu, hoành thanh. Cũng bán ở vị trí này luôn? Đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Rất là đông. Chị bán mấy chục năm mà chị không nhớ mấy chục năm đâu quý vị. Chị chỉ biết là chị bán từ hồi nhỏ. Thì nếu mà quý vị có đi ngang qua đây thì có thể ghé và dùng thử nha quý vị. Ở đây là ngay cái cổng chợ chợ Tân Thuận quý vị ạ. Ở đây thì được chay thì một tháng là chị bán khoảng 10 ngày thôi. Còn lại là chị bán đồ mặn như chay thì Phu Tha thấy rất là nhiều món bánh cuốn, nào là mì vịt tiềm, rồi bún bò, rất là nhiều. Ngay cổng luôn này quý vị, nó cũng rất là dễ tìm thôi. Ở đây thì xe cộ đi qua lại rất là đông và đặc biệt là container, nên nếu mà quý vị đi đến đây thì qua cái đoạn đường này thì cũng cẩn thận nha quý vị, tại vì ở đây xe container rất là nhiều. Hai gì là hai chị em hả? Dạ. Chị là tên gì? Chị tên gì? Tên là số 10. Số 10. Chị 10. À chị 10, chị 10. Còn chị gì ở đây là chị? Dì Nhung. Dạ, anh gì dì 10 với là dì Nhung quý vị. Rất là vui tính. À dì 10 ơi, như vậy thì giá mình bán như thế này là bán sao vậy? Giá bán 25.000 tô. À mình bán đồng giá hả? Dạ đúng rồi. Nghĩa là mì vịt tiềm hay là bún bò gì mình cũng bán 25.000 một tô. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Rất là dễ tính quý vị. 25.000 một tô thôi. Còn gỏi cuốn á, bánh cuốn á thì 5.000. Chị nói là
À, chị Mười nói là chị bán từ nhỏ luôn mà bây giờ không biết là bao nhiêu năm rồi. À, khó bán tính. Ba đời lắm. Ba đời rồi hả chị? Wow. Dạ, như vậy là tính sơ sơ cho con là khoảng bao nhiêu năm được không? Để con biết con báo cáo được không? 50 năm. 50 năm rồi. Wow. 50 năm là chị thôi. Ồ, 50 năm là mới đời chị thôi. Còn trước đó là mấy đời nữa? Dạ. Wow. Rất là lâu rồi rồi nha quý vị, rất là lâu đời rồi. À, ở đây thì có mì xào nè. Thử ăn gì nữa? Không ăn gì hết. Năm mươi năm rồi má vẫn còn tốt. Năm mươi năm rồi má chạy vẫn còn tốt. Ở đoạn đường này thì mình thấy là container rất là nhiều nha quý vị. Nếu mà quý vị có đi ngang ở đây thì cũng phải cẩn thận chút xíu, tại vì container nhiều lắm. Ở đây thì ngay cổng chợ. Rất là đông quý vị ạ. À, đây có thể là một trong những cái điểm mà dành cho những thực khách đam mê những cái món chay nha quý vị. Những cái món chay thì có thể đây là cái nơi mà quý vị có thể đến đây và dùng thưởng thức được. À, cô vào cô hỏi món món chay, cô gọi người thân vào. À, chúng ta thấy hai cô mặc áo lam quý vị ạ, nghĩa là hình như là mới đi chùa về hay sao á. Khách chờ ra tới ngoài đường luôn. À, quý vị nhớ nha, những ngày rằm, những ngày 30 mùng 1 thì dì mới bán đồ chay nha quý vị. Chị Mười mới bán đồ chay. Đông quá làm không kịp.
Cảm ơn quý vị đã cùng theo dõi clip ngày hôm nay của Phu Tha. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin chào và xin hẹn gặp lại quý vị. Nếu quý vị có đi ngang qua đây thì có thể ghé và dùng thử để xem như thế nào nhé quý vị. Phu Tha, tại vì hôm nay tối nay thì Phu Tha mới ăn tối xong rồi, thì nếu mà có dịp Phu Tha quay lại đây thì Phu Tha cũng sẽ thưởng thức thử xem như thế nào. Cảm ơn quý vị đã cùng theo dõi clip ngày hôm nay của Phu Tha. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin chào và xin hẹn gặp lại quý vị. Đây là địa chỉ Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận Đông, quận 7, ngay chợ Tân Thuận nha quý vị. Tại vì mặc dù là không thưởng thức nhưng mà thấy những cái món của chị Mười bán rất là ngon, cũng như là khách ăn rất là đông quý vị. Đa số ở đây là khách thân quen của dì Mười, chị Mười, tại vì thấy đa số ai cũng biết tên chị Mười hết quý vị ạ. Bên đây thì có ông bà, ngay như chị Mười nói là trước đó là có 2-3 đời bán rồi, tới đời chị Mười là thứ 3 rồi và 50 năm rồi. Khi mà đến đây thì mình thấy đa số những anh chị ở đây ai cũng vui vẻ, nhiệt tình hết quý vị ạ, rất là vui. Rồi xin chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những clip tiếp theo của Phu Tha.